咁集你啦，會用呢個生木瓜教我哋做呢個煎菜餅同埋辣椒醬。In this episode, Leila is going to teach us fritters and chili sauce. Bao chai, mục quá, gồm, cái cái hồng lô bạc, đại chung, cái cái đậu cốt, cái chung, cùng với cái này là hành xoài. Bao cho hồng lô bạc, cái cái đậu cốt, chít lấp lấp. Cái cái xuyên mại ở chung gà. Bông cái dìm lọ khơi. Bông cái thòng lọ khơi. Lót đi một chút phải lọt rồi. Hát đi. Đi cái gì bây giờ thì hòa. Hòa ba. Bông bơ. À, đi có hay chim mày phản. Sắp tới sửa sạch. À. Yak thong chi. Sắp tới sửa tập phong. Ubi. À, đi có dầu thông chỉ bún kè một xì phán. Nè có lên nếp tập bún. Tập bún đi, kia ra kia ra sợi. Cái miền phán nhé, thông chỉ lương thông chỉ xăm thông chỉ. Cảm thấy mẹ ở bà nhật. Xì thông chỉ. À, cho nó ca xíu xíu sợi. Thì ca dầu ở ca phân thì phấn như vậy. Dầu hướng chỉ thay hay cho ca phân lương thông tăng được phấn. Thế này thông ca to gió sợi. Ini kayaknya bagus tuh. Ini kau tunggu yang lagi, cari orang kau. Tapi saya kemarin buat susah. Ini lengket ke sini, bukan di situ saja. Taruh ini satu. Dùng dùng lát xin hồng, một lát xíu lạt chiu, một trà chì cái dìm, hồng, dùng trà chì cái hồng, nó lọt hơi, dùng hơi. Lạt chiu trong đó dính mày à, điểm kìa, đặc biệt kìa, mới ha ha dầu tomato sauce, chili sauce cái lít bột tay à, cái bột tay rồi mày, họ là heo cái miếng phấn không vây kìa, oh special. Trong gần 1 cái sợi ca trong gần 1 thùng căng cái phổ thông mì phấn thì các đồ chúng dùng thì mỗi dầu phấn lớp ca cái đồ ABC trong cái chili sauce sân rèm bà hát. Tức là chị ghi chạy dầu ghê là chú chồng, gia đình sẽ ghê là chú chồng. À, hú yê luôn.